Dạ hiện tại thì Phúc đang có mặt ở ngay chuồng bò này ở Củ Chi nha Trưa ngày hôm nay thì em xuống đây em bán cho chủ nhà này là 8 con bò đực sữa nha chị 8 con bò đực sữa nha Bò này thì F1 có, F2 có nha, đủ loại hết nha chị Và 8 con bò đực ngày hôm nay em lên thì giá vô cùng yêu thương nha Đó Bò này thì hồi nãy em kiểm tra rồi tất cả là nghiêm chỉnh nha Từ chân móng nè Chân móng thì tất cả 8 con, chân móng thì đứng thẳng hết hoàn thiện nha móng sò hết cho anh chị luôn đầu trụi nè sẽ tích nghiêm chỉnh nha anh chị f 2 nha rất là đẹp nha anh chị đó bò này thì tầm khoảng là 15 đến 20 ngày tuổi nha tất cả là nghiêm chỉnh đẹp hết nha anh chị và bò này thì anh chủ nhà có nói em là bán sang cả đồng giá với nhau là 3 triệu rưỡi một con nha bán xô hết một lần anh chị, 8 con 28 triệu nha rất là đẹp nha anh chị bò này thì em quan sát thì có mấy con là biết ăn rôm rồi nha biết ăn rôm ăn cỏ từ nha anh chị đó, bò này thì nếu như anh chị ở nhà anh chị đã từng nuôi cái giống bò này thì anh chị biết là năng suất thịt sau này của anh chị bán ra thì nó rất là lồi nha. Nên là anh chị có xem video này của em ngày hôm nay thì anh chị cảm thấy nghĩ 8 con được này thì hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi ngay xuống gọi trong hình cho em nha. Đó, 8 con được sữa anh chị rất là đẹp nha. Bò này thì bao đầu trụi hết cho anh chị nha anh chị, chân móng hoàn thiện ha, sẽ tích đúng nha anh chị. Đó, 8 con rất là đẹp nha anh chị. Bò này thì dành cho những cô chú mà ở nhà mà mình không có việc làm mình thích nuôi giống bò này Tại giống bò này thì năng sức kịch cũng rất là cao nha anh chị Sau này anh chị bán ra thì lời rất là nhiều ha Tại vì anh chị mua cái giống thì rất là rẻ luôn anh chị ơi 8 con thì đồng giá là 28 triệu ha Bò này thì anh chủ nhà có nói với em là nếu như anh chị mua hết á thì anh chị bớt tiền xe nha Đó anh chị anh sẽ bớt một chút đỉnh tiền xe để cho anh chị là mình nuôi cho có lời nhiều hơn nha anh chị Bò này thì rất là hiếm nha anh chị lâu lâu thì mới có một lần thôi đó, thì nếu như anh chị có xem video trước của em á, và mình thích á thì anh chị cứ cọc trước em là à, 1 triệu 2 triệu thì chúng ta là giữ hết 8 con bò này riêng cho anh chị ha đó thì em sẽ giao đến tận nhà cho anh chị luôn đến tận chuồng cho anh chị luôn là trong thời gian sớm nhất nha bò thì bao đẹp nha anh chị đó anh chị coi bò rất là đẹp nha anh chị đó tất cả là kiểm tra của em là nó đầy đủ hết như vậy 8 con được ha chân cẳng thì hoàn thiện không có con nào mà có bước xe đó nha chị chân móng 8 con là đứng thẳng hoàn thiện hết xá tích nghiêm chỉnh sẽ đúng nha đó đầu trội luôn Tùy thấu video này thì cũng xin phép là kết thúc và tạm dừng các video này tại đây nha. Bò này hiện tại thì đang nằm ở ấp xóm trại sản nhân tay cũ cho anh chị. Đó anh có nói với em là bán xôn hết một lần cho anh chị ha chứ anh không bán lẻ nha anh chị. Đó, bán xô hết 8 con, đồng giá với nhau là 3 triệu rưỡi một con nha, bán sang cả 28 triệu 8 con. Đó. À, nếu như anh chị cô bác nào gần xa mà mình có nhu cầu mà ở nhà mình thích nuôi cái giống bò này nữa thì anh chị hãy liên hệ với em nha qua số điện thoại mà em bên trên hình nha anh chị 038 260 3807 nha còn bây giờ chị xin phép là chào cô chú anh chị và hẹn gặp bộ tập tiếp theo của em nha anh chị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ em tiếp tục ra những video hay và chia sẻ cho bà con nhiều hơn nha